Con gái đừng chải tóc ban đêm mà nó đến đó. Trời ơi, trời ơi, tôi sợ lắm, tôi không có làm đâu, tôi sợ lắm, nó nhát tôi. Bà làm gì vậy? Thì bà làm đi. Sợ không chết mà làm gì? Làm một lần thôi. Không làm đâu, tôi sợ lắm. Nó là con ma cái. Tôi cứ kêu bà chải tóc để bà dụ nó lên, chứ tôi có tóc đâu chải. Bà làm đi. Trời ơi, tôi sợ lắm, tôi không làm đâu. Rồi rồi rồi, thôi, khỏi làm. Khỏi làm. Cái gì vậy? Để đi về đi. Về cho nó về dưới, cho nó về Sài Gòn cho đeo bám, nó phá mình chơi, nó ám mình luôn. Mấy tôi sợ chết tôi hoài à. Làm, từ từ, đang làm chứ. Trời ơi, biết tôi có bệnh mà. Làm phải không? Tiếng tôi thầm mà. Tôi làm, để tôi lấy tinh thần để tôi làm. Vô đi. Đội tóc giả lên đi. Mẹ lên. Biết rằng quỷ nó từ từ. Rồi chưa? Trời ơi, từ từ, đừng có thôi. Đang quen hả? Rồi lấy lược chảy đi. Rồi. Con gái không được chải tóc ban đêm mà nó đến đó. Ủa? Ông? Chải nãy giờ thấy ai đến đâu à? Không có ai đến đó nữa. À ha. Làm như tôi đọc thiếu thiếu cái gì của câu thần chú này hả ta? Đúng rồi. Bà đâu còn con gái đâu. Bây giờ bà nội lên đi, tôi đọc lại. Thì đọc lại đi, mệt lắm quá. Con gái mẹ chải tóc ban đêm mà nó đến đó. Dạ chào cô. Dạ xin lỗi. Dạ cô tên gì vậy cô? Dạ. Bà ơi, bà đang nói chuyện ai vậy? Dạ tôi chào cô hai. Dạ cô hai ơi, cô hai thông cảm giùm. Dạ vợ chồng ở xa tới. Dạ không biết cô hai là chủ nhà này, cho nên vợ chồng tôi có cái gì mà ông phạm. Dạ xin cô hai là bớt bỏ qua cho. Dạ tôi hứa tới rằm tháng 7 tôi mua nhang đẹp, tôi mua giấy tiền cho ba tôi, tôi đốt cho cô hai. Cô hai đừng nhớ tôi sợ lắm cô hai ơi. Dạ chồng tôi. Dạ đó. Dạ ông đứng sau lưng tôi đó. Trời ơi, cô hai đừng giận ông. Ông có tật ông nói nhiều lắm. Mới nói nhiều thành ra nó bậy. Chứ ông không nghĩ gì đâu. Cô hai đừng giận ông. Trời ơi ông ơi. Cái gì? Lại cô hai đi, xin lỗi cô hai đi. Xin lỗi. Cô hai. Cô hai nào? Cô hai chủ nhà đó. Nhưng mà cô hai đang ở đâu? Cô hai đứng ở sau lưng ông đó. Trời ơi là trời ơi. Chưa thấy một cái người chồng nào mà nhát mà thỏ đế như vậy á. Vậy mà hay lắm. Mày làm đi. Mới hù có chút xíu là xỉu. Đầm đi. Dẹp vào phớ vô lát rồi kia cho lên giường cho ngủ giấc rồi tới sáng. Mệt ghê. Trời này mà làm gì nói chuyện mắc của. Làm gì có chuyện ma. Nhà này có ai đâu. Làm gì mà có cô hai cô ba.
Ông già chết tiệt. Con hỏi cái này chút đi. Con hỏi gì? Tự nhiên sao ba má nằng nặc đòi qua khách sạn ở vậy? Lúc mới lên thì một hai là đòi ở chung với tụi con cho nó vui, rồi tự nhiên vậy là làm sao? Ủa nói vậy con không biết gì hết á hả? Má nói con nghe nè. Thiệt thôi, ra nó cầm thôi, thử thôi. Nói bậy cho tao vợ đi. Người ta nào vậy ba? Thôi ba mệt quá, thôi ba ngủ trước à. Ờ thôi ngủ đi ông ơi, mệt quá đi, từ sáng giờ giờ tôi cũng buồn ngủ quá trời của đất đây, sao ngủ ngủ. Em hả? Ngủ chưa? Em chưa ngủ. Ba má thì ngủ rồi. Ừ, vậy hả? Ừ, bà xã để ông xã ngủ mình buồn muốn chết nè. Thôi mà, anh ngoan đi ha. Sáng sớm ngày mai á, anh qua đón em, rồi mình đưa ba má đi đâu đó chơi nha. Ừ, bà xã ngủ ngon. Cho anh gửi lời chúc ba má ngủ ngon nha. Ừ, ông xã ngủ ngon. Bye em. Bye bye. Thấy chưa? Đó. Nó đâu, nó lặn tốt rồi đâu. Nó đâu có chơi mày nữa đâu, thấy không? Thì có sao đâu, chơi với nhiều bạn cũng vui mà. Từ từ mỗi tình cảnh bạn, cho dù bạn là ai, bạn đã làm gì, sự thật chỉ có vậy thôi. Không có sự thật nào khác. Bình tĩnh bạn. Thôi, đêm nay cho mình ở tạm đây nha. Bà xã bận tiếp ba má cổ lên chơi, mình ở nhà một mình cũng buồn. Bạn thích ở bao nhiêu tùy thích. Mình lúc nào cũng chào đón bạn mà. Ba ơi,
đất ơi, còn đi chặt cây chặt cối nhà người ta nữa hả? Chưa bị chặt giò chưa sợ phải không? Trời ơi, già rồi làm như còn con nít vậy đó mà mong du. Bà tôi hết mộng du rồi. Tôi thấy cổ thì tôi tỉnh lại. Thấy ai? Thì tôi thấy cô hai đó. Hả? Thấy cô hai? Đừng có giỡn nha ông nội. Nửa đêm nửa hôm đó hả? Nói bậy nói bạ là chết luôn đó. Nhóc là chết liền hả? Cô hai về thiệt mà. Ý là nhờ còn sống á. Tóc dài nè, thì cái mặt trắng và thầy máu me, nhưng mà hai con mắt á nhìn tôi hiền lắm, ông có không giữ vợ nạt tôi đâu. Ông càng nói ông càng dốc à? Ông mà thấy ma là ông bò lê bò lết đó, ở đó mà ông đứng nhìn với ngó. Bà biết cái gì mà nói? Cái hồi cô hai còn sống á, thỉnh thoảng cô về thăm nhà đó, cô còn cho tiền tôi miết à? Cô thương tôi lắm bà ơi. Lâu nay cô mất tích, cô nghi là cô chết rồi. Chết hoang á. Người ta lẩn quẩn ở đâu đây, không có chịu đi. Bây giờ cô cho tôi thấy mặt, chắc là muốn nhờ giả tôi cái chuyện gì á. Trời ơi, ông nói đó nghe mà tôi muốn nổi da gà nè. Trời ơi, cái người mà chết trẻ đó, ôi, linh lắm đó ông ơi. Sao ông không xin số để ngày mai tôi đánh đề? Trời ơi, mấy ngày hôm nay chợ ế quá à. Bà đây nè, muốn bị bẻ cổ hả? Nói chưa, sao tôi nghe ông nói dốc quá, làm sao mà gặp mặt được. Dốc cái gì? Muốn gặp cổ á, đi qua bển là biết à? Cô Lý à? Ông dẫn tôi đi đi. Mà hình như hai vợ chồng đi ra ngoài từ chiều tới giờ chưa có về phải không ông? Hai vợ ông dẫn tôi đi đi. Đi. Tôi với ông cùng đi. Tôi thấy rõ ràng là cậu đứng ngoài thằng Ba mà. Hả? Xong rồi về đi về phía hành lang, về phía cuối giường nữa. Mà như vậy đó, có khi nào cậu vô trong nhà rồi không? Chứ ở ngoài kia nó lạnh lẽo lắm. Biết đường đi nước bước như vậy á là người chứ đâu phải là ma đâu ông. Già rồi mà còn nhát khích à. Hả? Hay là cô chưa chết, hay là mình lén lên trên đó mình coi coi. Tôi cài cửa sổ, tôi với bà leo lên coi thử nha. Đi, đưa lẹ lên. Rồi sao thấy được hả? Tắt rồi mà tắt. Tắt này ông nhìn coi có không? Bật lên đi. Nó hư cho tắt cái gì bà thấy? Hư thì ông sửa đi. Hả? Hả? Ma.
Ma đâu mà ma? Đâu nè, chứ ma gì đâu ma. Thôi tắt đi, bỏ xuống đi. Trời ơi, thôi ông ơi, tôi với ông đi về đi. Ma đâu không thấy, tôi với ông giống ăn trộm quá. Một lát tôi bị đầu lây bây giờ. Thôi thôi đi về, mau. Mà im giùm tôi chút được không? Hả? À. Để tôi lắng nghe coi. Lắng nghe. Hình như có tiếng chân người bước. Không lẽ ở trong nhà nhà này có người hả? Bà nói gì vậy? Mà tôi nghe cái tiếng thở sao óc tôi thế này? Nóng nóng nè. Ê ha, bà nói gì vậy? Bà, bà nghe tôi không, bà nói gì vậy? Bà tôi ra hả? Cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy?
không phải tôi. Tuyết, Tuyết, không phải tôi. Tôi không giết em là do em tự kết liễu cuộc đời mình mà. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Không, không, không phải tôi mà. Thấy Thành mà biết mình hoang mang đến độ phải tìm đến thầy Pháp, thế nào hắn cũng la lối ông sao. Thôi, khỏi nói một câu, rõ ràng là Tước đã dừng. Dữ không? Giờ này mới chịu tìm tới. Thầy, sao thầy nghĩ là tôi sẽ tìm tới đây? Không tìm tới ta, vậy tìm tới ai? Nhưng ta không chỉ nói riêng cậu, mà ta nói cả hai. Cả cái dâm nữ đứng kế bên cậu kìa. Cô nói sao? Cô là Tuyết hả? Người này trước kia là nhân tình nhân ngãi với cô. Người cô sao máu me không vậy? Cô bị sát hại hả? Cô nói sao? Cô thì cần tiền để lo cho em cô, mà hắn ta không có một đồng dính túi. Tuyết, Tuyết đang ở đây sao? Tuyết đang ở đây sao? Tuyết, cậu im đi. Cậu đừng có đánh bồ cạp nữa, ồn quá à. Tôi không nghe được gì hết hả? Cậu im đi. Hả? Cô nói sao? Hắn vừa không có tiền mà còn vừa ghen tương nữa hả? Không, không phải như vậy. Là do chính cô ấy, chính cô ấy đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Chính cô ấy đã chọn cái kết cho cuộc đời của mình. Cậu im đi, để tôi nghe. Sao, cô nói sao? Cô bị hắn giết hả? Vậy bây giờ xác cô ở đâu? Không đúng, tôi không giết cô ấy. Tôi rất yêu cô ấy, làm sao tôi có thể giết cô ấy được chứ? Tôi không hề làm chuyện đó. Cậu thì nói không, cô thì nói có. Khi nội tình chưa có rõ thì cổ sẽ không siêu thoát. Mà cổ không siêu thoát thì cổ sẽ đeo bám cậu suốt đời. Tiên ơi, em tha cho anh. Anh không giết em, chỉ là do anh không bảo vệ được cho em. Em chết là lỗi vậy. Em chết là lỗi ở anh. Hãy tha cho anh. Bây giờ chỉ có một cách là cậu phải nói rõ ra để cho cô ấy thông suốt, thì cô sẽ siêu thoát. Mà khi cô siêu thoát rồi, cô sẽ không đeo bám theo cậu nữa. Bây giờ cậu nói đi, cậu không giết cô ấy, vậy chứ ai giết? Cậu nói đi. Dạ. Công việc ở viện sao rồi? Chắc lu bu dữ hả? Ừ, cũng có lu bu thật. Nhưng mà đây là công việc mình yêu thích mà, giúp được tới đâu thì giúp. Học giỏi như bạn á, ra trường khó việc hái ra tiền. Vậy mà vẫn quyết tâm ở lại làm quản lý viện phụ các cô.
Mình đúng là phục bản sát đất đó. Mình thì cũng có dự định cho công việc mới chứ. Nhưng mà để ông ổn tí rồi mình mới tính. Còn bạn và Tuyết sao rồi? Có tin vui gì chưa? Thôi, tin vui gì? Nhà cửa, công việc, cái gì cũng chưa ổn định hết. Đã vậy mình còn chưa về ra mắt nhà Tuyết nữa đó. Nhà Tuyết? Ừ. Tuyết không phải mồ côi như tụi mình. Nhưng mà hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm. Hồi Tuyết lên 5 tuổi thì mẹ đi lấy chồng khác. Rồi Tuyết không chịu nổi ông cha dựng cái thói bê tha cờ bạc của ông. Nên là quyết tâm xin vào viện mồ côi đó chứ. À, Tuyết còn có em gái cùng mẹ khác cha nữa. Mang con bỏ vô cô gì chắc cũng chẳng là gì đâu. Cái này thì mình cũng hiểu lắm. Nhưng mà hồi trước là nhà Tuyết rất giàu. Rồi sau này mới sa sút dần do thói cờ bạc của ông cha dượng đó chứ. Rồi kéo theo luôn cả bà mẹ. Bây giờ tình hình đang rất là bi đát. Nhiều lúc thấy Tuyết lo lắng tội nghiệp mà mình cũng không giúp được gì. Phức tạp quá. Chắc là bạn cũng đau đầu lắm hả? Đúng là đời không như mơ thiệt bạn à. Hồi trước tụi mình cứ nghĩ sau này ra đời mỗi đứa kiếm được việc làm mình thích, rồi cưới được người mình yêu, vậy là hạnh phúc nhất đời rồi. Giờ ngẫm lại thấy sự thật nó không phải vậy. Đôi khi có những chuyện nhỏ, rất nhỏ nữa mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều. Bạn và Tuyết không hạnh phúc hay sao mà nói vòng vo vậy? Thiệt ra là cũng không có gì. Chỉ có điều... Nhưng mà thôi, xin lỗi bạn, có những chuyện mình không nói ra được. Bạn không nói thì mình cũng biết. Chuyện tiền bạc trong vợ chồng là chuyện tế nhị. Bạn không thể xem nhẹ được. Nhất là trong giai đoạn đầu, ai cũng gặp khó khăn. Tuyết là vợ, phải thông cảm chuyện đó chứ. Nhưng biết tính sao được. Giờ mình với Tuyết tự nhiên là sống chung. Nhưng mà trên danh nghĩa vẫn chưa phải là vợ chồng. Có gì ràng buộc nhau đâu. Chưa đăng ký kết hôn, con cái cũng chưa. Tài sản chung cũng không có. Thiệt tình là mình đang rất bất ổn. Chán quá bạn ạ. Tuyết về. Thôi có gì mình nói chuyện sau ha. Em. Ai gọi cho anh vậy? À, mấy chỗ làm ăn đó mà. Làm ăn? Suốt ngày làm ăn mà tiền chẳng thấy đâu hết á. Còn một tháng tiền nhà chưa đóng kìa. Sắp phải kéo nhau ra đường ở rồi đó. Em sao vậy? Mình đang trong giai đoạn bắt đầu mà. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh cũng đang cố gắng hết sức rồi. Em xin lỗi. Nhưng mà em đang rất quẫn trí vì không có tiền. Em đang rất cần tiền, anh có biết không? Em mới từ bệnh viện ra hả? Anh quên hỏi bé Hà sao rồi em? Nếu không có tiền Hà nó sẽ chết. Nó cần phải được hóa trị tới mấy lần lận. Nó bị ung thư đó. Giờ chỉ còn có hai chị em. Nó mà có mệnh hệ nào em sống sao đây? Bà má em vẫn không có tin tức gì. Nhà cửa đã bị phát mãi mà vẫn không đủ đi trả nợ. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa đâu. Bọn xã hội đang chờ sẵn quanh đây sẽ không buông tha. Anh ơi, em không nhắm mắt buông tay cho em gái em chết được anh ơi. Em, hay là mình vay tiền công ty, hoặc là mình làm giấy xin mình miễn giảm tiền viện phí được không em?
lên Đà Lạt có người bóp giò nha. Không phải, lâu quá không có đi bộ đó. Thành ra nó làm như bị giãn cơ vậy đó. Bà bóp cái thế này nhìn nó đỡ đỡ một chút. Nó mỏi, cái bóp nó đỡ mỏi. Mai mình đi nữa không? Bà nghĩ sao vậy? Lên Đà Lạt này phải đi. Không để tôi bà vô trong phòng chùm mền lại ngủ hoài hả? Phong cảnh đẹp phải đi. Phải đi thôi. Vậy thì mang cắt cái giò đi. Mai tôi bóp tiếp ha. Ôi ơi, tao lấy mấy cái tấm hình về nó non coi hình muốn chết mà cái bắt bật ngồi nó bóp giò cho ông. Trời ơi, tao nhìn mấy cái hình, tao chụp hình có như thế nào. Wow, trời ơi, sao có thể đẹp dữ vậy nào? Đẹp quá ông ơi, đẹp ông ơi, đẹp ông. Tao nói người đẹp, đứng đâu cũng đẹp hết trơn trời. Chỗ nào nó cũng đẹp hết trơn. Cái tấm này, đây là cái tấm mà đứng ngay biệt thự nè. Cái tấm này nó mới là một cái... Bà bị gì à? Bà bị đớ lưỡi hả? Coi hình là đã rồi, gió gặp bà hả? Cái cửa sổ gì? Tự nhiên rồi coi hình cái tự nhiên cái cửa Kiếm ai vậy? Dạ kiếm bà già. Bà mới rồi nè, ngồi chờ chút đi. Tìm bà cái việc gì? Cho tôi hỏi, bà là vợ của ông hả? Không biết phải vợ không mà ở nhau 40 năm rồi đó. Ông bà là khách thì gần lên hả? Dạ, tụi tôi là ba má của con Quỳnh Dư ở cái biệt thự ở trên dốc phải không? À, tôi biết rồi. Ông bà là ba má của cậu. Cậu cũng thừa qua lại với tôi kể từ khi ở cái chỗ ngôi nhà bị ma ám đó. Dạ, có ma thiệt hả? Vậy là có ma giả nữa hả? Tụi tôi tìm bà đó là cũng vì cái chuyện đó đó. Nói về cái biệt thự đó thì không ai rành bằng vợ chồng tôi đâu. Vì tôi á là từng làm công cho căn nhà đó mà. Người ta tán gia bại sản, gia đình thì đứa tán, kẻ thì chết, còn người thì tha hương. Nghe ông nói sao tôi ớn lạnh quá. Bây giờ ông có cách nào ông giúp cho vợ chồng tôi khỏi bị quấy phá không ông? Khó à nha. Dạ nhưng mà cũng có cách đúng không ông? Có một cách. Cách gì thưa ông? Là hai ông bà dẫn cô Quỳnh Như về Sài Gòn là hết sợ. Có nhiều đó mà nãy giờ suy nghĩ không ra. Thôi được rồi, về chứ nó dọn đồ về Sài Gòn liền. Dạ cảm ơn ông. Tôi về Sài Gòn liền. Dạ. Đi bà đi. Ai nói về Sài Gòn là yên thân? Có khi họ lại theo ông bà về tới dưới. Thông thường những người thấy được họ là hợp mạng hợp vía với họ. Ông bà có thấy chưa? Thấy. Dạ thấy rồi. Tức là ông bà có duyên với họ. Nếu không nhập xuất đâu ra đó thì họ sẽ theo ông bà hoài. Trời ơi, bà nói tôi nghe tôi nổi da gà luôn á. Tin hay không thì tùy. Tin đi mình. Tin tôi tin. Bà ơi, bây giờ bà có cách nào bà trục xuất họ ra khỏi vợ chồng tôi không bà? Trời ơi,
Tự nhiên đi chơi rước bà thư dơ dát đâu chi vậy? Coi chừng họ tự ái, nói dơ này dơ nọ, họ sẽ quở trách. Trời, họ nghe hả bà? Nghe chứ, linh lắm. Nhắc đó hả, là họ tới liền đó. Tôi xin lỗi, coi như tôi lỡ lời chứ mà tôi xin lỗi nha. Ông đừng có ăn nói bậy bạ nữa được không? Bà ơi, bây giờ bà chỉ giùm cho vợ chồng tôi cách nào để cho họ buông tha vợ chồng tôi đi bà. Chỉ có một cách đó, phải gặp họ để nói chuyện và năn nỉ họ buông tha, giống như là mình tâm sự với họ vậy đó. Nhưng mà làm sao mà tôi gặp được họ để mà tôi tâm sự? Thì kêu họ lên. Kêu họ lên? Trời ơi, tôi không dám đâu, tôi sợ lắm. Thì tùy ông bà. Vậy thì bây giờ vợ chồng tôi phải làm sao? Trời ơi, bà giúp vợ chồng tôi, bà làm ơn bà giúp cho trốt đi mà bà. Nói á thì phải tin mới nói chứ. Tin. Bà ơi, cách nào để kêu họ gặp tôi bà? Tóc của bà đẹp. Lặng nhắc, tóc thì dính dấp gì tới vụ kêu con ma nó lên? Lãng thiệt, tóc tôi thì đâu có ăn nhập gì tới cái chuyện đó đâu. Đúng không giờ bà xóa. Tôi sợ lắm, tôi không làm đâu. Rồi, thôi, khỏi làm. Gì vậy? Để đi về đi. Về cho nó về dưới, cho nó về Sài Gòn, cho đeo bám nó phá mình chơi, nó ám mình luôn. Mấy tôi sợ giá tôi hoài à. Lan, từ từ, đang làm chứ. Trời ơi, biết tôi có bệnh mà. Làm phải không? Tiếng tôi thầm mà. Tôi làm, để tôi lấy tinh thần để tôi làm. Vô đi. Đâu tóc giả lên đi. Mẹ lên. Biết rằng quỷ nó từ từ. Rồi chưa? Trời ơi, từ từ, đừng có hối. Đang quen hả? Rồi lấy được chảy đi. Rồi. Con gái không được chải tóc ban đêm, mà nó đến đó. Ủa, ông chải nãy giờ thấy ai đến đâu à? Không có ai đến đó nữa. À ha, làm như tôi đọc thiếu cái gì của câu thần chú này hả ta? Đúng rồi, bà đâu còn con gái đâu. Bây giờ bà nội lên đi, tôi đọc lại. Thì đọc lại đi, mệt trong quá. Con gái mẹ chạy thóc ban đêm, mà nó đến đó. Dạ chào cô. Dạ xin lỗi. Dạ cô tên gì vậy cô? Dạ Bà ơi, bà đang nói chuyện ai vậy? Dạ tôi chào cô Hai. Dạ cô Hai ơi, cô Hai thông cảm giùm. Dạ vợ chồng ở xa tới, dạ không biết cô Hai là chủ nhà này, cho nên vợ chồng tôi có cái gì bảo phạm. Dạ xin cô Hai là bớt bỏ qua cho. Dạ tôi hứa tới rằm tháng 7 tôi mua nhãn đẹp, tôi mua giấy tiền và ba tôi thuốc, tôi đốt cho cô Hai. Cô Hai đừng nhớ tôi sợ lắm cô Hai ơi. Dạ chồng tôi, dạ đó. Dạ ông đứng sau lưng tôi đó. Trời ơi, cô ơi, đừng giận ông. Ông có tật, ông nói nhiều lắm.
Mà ấy nói nhiều thành ra nó bậy. Chứ ông không nghĩ gì đâu. Con hai đừng giận ông. Trời ơi ông ơi. Cái gì? Lại cô hai đi, xin lỗi cô hai đi. Xin lỗi. Cô hai. Cô hai nào? Cô hai chủ nhà đó. Nhưng mà cô hai đang ở đâu? Cô hai đứng ở sau lưng ông đó. Trời ơi là trời ơi. Chưa thấy một cái người chồng rồi mà nhát mà thỏ đế như vậy đó. Vậy mà hay lắm. Mày làm đi. Mới hù có chút xíu là xỉu. Đầm đi. Dẹp vào phở vô lát rồi kia cho lên giường cho ngủ giấc rồi tới sáng. Mệt ghê. Trời này mà làm gì nói chuyện mắc của. Làm gì có chuyện ma. Nhà này có ai đâu. Làm gì mà có cô hai cô ba. Ba má tính đi đâu sớm vậy? Ủa, ba má định đi chơi hả? Ba má định ra mướn khách sạn ở ngoài ở riêng. Sao vậy? Sao tự nhiên ba má quyết định đột ngột vậy? Bộ ba má giận tụi con chuyện gì hả? Dạ, tụi con có làm gì cho ba má buồn không? Không có giận con. Mà tại vì nó không được. Khó nói lắm. Nói chung là ba má muốn đi liền. Con làm ơn con mướn khách sạn gấp cho ba má ra ngoài ở đây. Không ở đây nữa con nghe. Ba đi à? Dạ, dạ, vậy để tụi con đưa ba má đi. Dạ. Dạ. Đưa con. Dạ. Phòng ở đây cũng tiện nghi lắm. Mà lại gần chỗ tụi con nữa, có gì qua lại uống cũng tiện. Thôi, anh về trước đi. Em ở lại với ba má nha. Đúng rồi đó. Con ở đây với má đi. Ủa, mà thôi con cũng ở lại đây luôn với vợ con với ba má đi nha. Dạ thôi, chắc là vợ con muốn ở lại nhõng nhẽo với ba má đó mà. Dạ thôi con xin phép con về. Em đưa vali lên phòng giùm ba má rồi ở lại chơi nha. Ừ, em biết rồi. Dạ, thưa ba má con về. Má, má nói thiệt cho con biết đi, có chuyện gì vậy? Thôi, đừng hỏi gì hết đó. Mệt lắm rồi, hôm qua giờ ba má không có ngủ được. Đi lên phòng đi. Thôi, đi lên phòng á. Đi. Đi con.
ra chết tiệt. Cái này chút đi. Con hỏi gì? Tự nhiên sao ba má nằng nặc đòi qua khách sạn ở vậy? Lúc mới lên thì một hai là đòi ở chung với tụi con cho nó vui, rồi tự nhiên vậy là làm sao? Ủa nói vậy con, con biết gì hết á hả? Má nói con nghe nè. Thiệt ra nó cầm thôi, thử thôi. Nói bậy cho tao vợ đi. Người ta nào vậy ba? Thôi ba mệt quá, thôi ba ngủ trước à. Ờ thôi ngủ đi ông ơi, mệt quá đi, từ sáng giờ giờ tôi cũng buồn ngủ quá trời của đất đi, sao ngủ ngủ. Em hả? Ngủ chưa? Em chưa ngủ. Ba má thì ngủ rồi. Ừ, vậy hả? Ừ, bà xã để ông xã ngủ mình buồn cũng chết nè. Thôi mà, anh ngoan đi ha. Sáng sớm ngày mai á, anh qua đón em, rồi mình đưa ba má đi đâu đó chơi nha. Ừ, bà xã ngủ ngon. Cho anh gửi lời chúc ba má ngủ ngon nha. Ừ, ông xã ngủ ngon. Bye em. Bye bye. Đây chưa? Đó. Nó coi nó lặn tốt rồi đâu. Nó đâu có chơi mày nữa đâu, thấy không? Thì có sao đâu. Chơi với nhiều bạn cũng vui mà. Mình đang trong giai đoạn bắt đầu mà. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi, anh cũng đang cố gắng hết sức rồi. Em xin lỗi, nhưng mà em đang rất quẫn trí vì không có tiền. Em đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Bữa nay anh được về sớm anh đi chợ mua đồ nó ăn luôn. Cho em bất ngờ nè. Lẹ đi em, nguội hết rồi. Em không ăn đâu. Tại vì em ăn với mọi người trên công ty rồi. Anh ăn mình đi nha, em no lắm. Thì không ăn thì ngồi chơi với anh cho vui. Thôi để thay đồ đã, mệt lắm nha. Thank you.
Ông già, đừng có làm cái trò khỉ này với tôi nữa nha. Thì này tôi mà bắt được, giải lên công an đừng có mà hồng mà năn nỉ. Già đồng chơi trò con nít. Cái trò trẻ con này hù được ai chứ? Đây chỉ là ảo giác thôi, trừ khi Tuyết sống lại. Mà điều này thì không bao giờ có, đúng không? Phạm phải bình tĩnh lại đi. Thật sự mình cũng không muốn tin, nhưng mà quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập từ lúc vợ chồng mình đến sống trong ngôi biệt thự của bạn. Vậy là sao? Nếu không phải là Tuyết thì ai vô đây làm những chuyện hù dọa vợ chồng mình? Phải có một bàn tay bí ẩn nào đó chứ. Những dòng chữ máu, những tiếng động lạ, rồi cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, và cả Tuyết nữa. Mình đã gặp Tuyết rồi. Phạm à, mình nghĩ là bạn đừng nghĩ đến Tuyết nữa, ác sẽ không thấy đâu. Như mình dặn nè, nên nhớ ngoài mình và bạn ra không ai thể biết được sự thật này. Mình cũng muốn buông xuôi tất cả, quên hết mọi chuyện trong quá khứ, chỉ biết đến hiện tại mà sống thôi. Nhưng nếu lỡ như một ngày nào đó sự thật phơi bày thì sao? Không có sự thật nào khác. Sự thật là mình là người duy nhất sống bên cạnh bạn. Cho dù bạn là ai, bạn đã làm gì, sự thật chỉ có vậy thôi. Không có sự thật nào khác.
Bình tĩnh bạn. Thôi, đêm nay cho mình ở tạm đây nha. Bà xã bận tiếp ba má cổ lên chơi, mình ở nhà một mình cũng buồn. Bạn thích ăn bao nhiêu tùy thích, mình lúc nào cũng chào đón bạn mà. Cây chặt cối nhà người ta nữa hả? Chưa bị chặt giò chưa sợ phải không? Trời ơi, già rồi làm như còn con nít vậy đó mà mộng du. Bà à, tôi hết mộng du rồi. Tôi thấy cổ rồi, tôi tỉnh lại. Thấy ai? Thì tôi thấy cô hai đó. Hả? Thấy cô hai? Đừng có giỡn nha ông nội. Nửa đêm nửa hôm đó hả? Nói bậy nói bạ là chết luôn đó. Dốc là chết liền á. Cô hai về thiệt mà. Y hệt như họ còn sống á. Tóc dài vậy nè. Tuy cái mặt trắng mệt thầy máu me, nhưng mà hai con mắt á nhìn tôi hiền lắm. Ông có không giữ vợ nạt tôi đâu. Ông càng nói ông càng dốc hả? Ông mà thấy ma là ông bò lê bò lết đó. Ở đó mà ông đứng nhìn với ngó. Bà biết cái gì mà nói. Cái hồi cô hai còn sống á, thỉnh thoảng cô về thăm nhà đó, cô còn cho tiền tôi miết à. Cô thương tôi lắm bà ơi. Lâu nay cô mất tích, cô nghi là cô chết rồi. Chết oan đó. Người ta lẩn quẩn ở đâu đây, không có chịu đi. Bây giờ cổ cho tôi thấy mặt, chắc là muốn nhờ giả tôi cái chuyện gì á. Trời ơi, ông nói đó nghe, mà tôi muốn nổi da gà nè. Trời ơi, cái người mà chết trẻ đó, ôi, linh lắm đó ông ơi. Sao ông không xin số, để ngày mai tôi đánh đề. Trời ơi, mấy ngày hôm nay chợ ế quá à. Bà đây nè, muốn bị bẻ cổ hả? Nói chưa. Sao tôi nghe ông nói dốc quá, làm sao mà gặp mặt được. Dốc cái gì? Muốn gặp cổ á, đi qua bển là biết hả? Có lý à. Ông dẫn tôi đi. Mà hình như hai vợ chồng đi ra ngoài từ chiều tới giờ chưa có về phải không ông? Hay giờ ông dẫn tôi đi. Đi. Tôi với ông cùng đi. Tôi thấy rõ ràng là cậu đứng ngoài thằng ba mà. Hả? Xong rồi về đi về phía hành lang, về phía cuối giường nữa. Mà như vậy đó, có khi nào cậu vô trong nhà rồi không? Chứ ở ngoài kia nó lạnh lẽo lắm. Biết đường đi nước bước như vậy á, là người chứ đâu phải là ma đâu ông. Già rồi mà còn nhát khích à. Hả? Hay là cô chưa chết, hay là mình lén lên tin đó mình coi. Tôi cài cửa sổ, tôi với bà leo lên coi thử nha. Đi, đưa lẹ lên.
đèn pin rồi sao thấy được hả? Tắt rồi mà tắt. Tắt này ông nhìn coi có không, bật lên đi. Nó hư chứ tắt cái gì bà thấy. Hư thì ông sửa đi. Hả? Hả? Ma. Ma đâu mà ma? Đói nè chứ ma gì đâu ma. Thôi tắt đi, bỏ xuống đi. Trời ơi, thôi ông ơi, tôi với ông đi về đi. Ma đâu không thấy, tôi với ông giống ăn trộm quá. Một lát tôi bị đòn lây bây giờ. Thôi thôi đi về mau. Bà im giùm tôi chút được không? Hả? À. Để tôi lắng nghe coi. Lắng nghe. Hình như có tiếng chân người bước. Không lẽ ở trong nhà nhà này có người hả? Bà nói gì vậy? Mà tôi nghe cái tiếng thở sao óc tôi nữa nè. Nóng nóng nè. Ê ha, bà nói gì vậy? Bà nghe tôi không? Bà nói gì vậy? Bà cái gì hả? Cái gì quá. Ma. Cái bà này ma đâu mà ma? Tôi nè, bà nhận ra hả? Tôi nhớ mà, con ma ở sau lưng ông đó. Rồi con ma nó đâu rồi? Ma. Ủa, sao tôi lại ở đây? Chứ không ở đây là ở đâu? Tôi nhớ tôi ở biệt thự mà. Ông dắt tôi đi qua coi ma. Rõ ràng là con ma nó hiện ra rồi. Ma! Ma! Ma đâu? Tôi nè. Ma nào? Cái bà này hình như cái bệnh mộng du của tôi lây qua bà đó. Mà khùng vô vô phải thôi. Nãy giờ nằm mơ hả? Rõ ràng không phải nằm mơ, tôi tức quá à. Đây nè, ông thấy không? Đôi dép á, vẫn còn dính sình, ông thấy không? Ông gì á, ông biểu tôi qua bển coi ma với ông mà. Xong rồi á, thì tôi với ông qua bển liền, ông nhớ không? Rồi tôi với ông á, rình ngoài giường, trời ơi, lạnh quá chừng hà. Sau đó, tôi với ông á, mới chung vô nhà. Ai dè đâu con ma đó nha, nó lù, nó hiện sau lưng ông á. Trời ơi, tôi nhớ hả, mà tôi còn nổi gai ốc nữa nè. Ông thấy không? Trời ơi, thứ ghê lắm. Vậy là bà bị mộng du hơn tôi đó. Mộng du mà nhớ cái đầu có đuôi giống như coi cine vậy ha. Hay quá ha. Bà muốn tôi cột chân ngoài lại không? Chồng con đúng hẹn ghê chưa? Tội cho anh rể tôi ghê vậy. Công nhận nghe, con có phước thiệt á. Anh con. Dạ thưa ba má, con mới qua. Dạ. Con gái mình á. Bà biết cái phước đó nhờ đức ai không? Đức ai? Tôi chứ ai. Dạ tối hôm qua ba má ngủ ngon không? Ngon. Ngon hơn biệt thự, không ai quý đầy hết. Dạ. Vậy thôi mình đi chơi đi ba má đi. Có điện thoại không gì? À, đưa ba. Ba chụp giùm con. À, đưa đây ba. Đây. Vậy ba chụp hình cho má với con nha. Rồi con đi. Thôi. Alo. Sáng nay bạn đưa hai bác đi chơi phải không? Có vui không? Ừ. Phải cố gắng thôi. Hình ảnh của Tuyết cứ ám ảnh mình hoài. Thôi nào, phải mạnh mẽ lên chứ. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Cứ đi chơi vui vẻ. Đừng để cho vợ thắc mắc nha. Bên này. Ừ, mình biết rồi. Thôi mình quay lại với mọi người đây. Ừ, có gì gọi cho mình nha.
Ừ, vô, vô, vô. Em, giúp cho anh đi. Ừ, nha. Đó, con vô đi, tao bán, tao bán. Sao vậy? Ủa, em. Anh lại thấy ác mộng nữa hả? Anh có sao không? Không, không sao. Anh nằm mơ thôi. Em về hồi nào vậy? Ờ, em mới về. Định lấy thêm mấy cái áo. Ba má đâu? Ba má đang ở khách sạn chứ ở đâu? Tuyết là ai? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Tại vì em nghe anh gọi tên cô ấy vài lần rồi trong lúc ngủ. Vậy hả? Hồi đó tụi anh ở chung trong cô nhi viện. Lúc đó tụi anh chơi thân với nhau lắm. Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện trong những giấc mơ của anh? Bộ có ấn tượng gì đặc biệt sao? Tuyết hả? Tuyết hồi đó cổ là chúa nghịch ngợm, chuyên gia bài trò chọc phá đám con nít. Đã vậy còn hả, quậy đánh lộn với tụi con trai nữa. Nhưng anh thì nhát gái lắm. Thành ra thank you.
Tuyết. Chỉ là ảo giác thôi, trừ khi Tuyết sống lại. Mà điều này thì không bao giờ có, đúng không? Nếu không phải là Tuyết thì ai vô đây làm những chuyện hù dọa vợ chồng mình? Phải có một bàn tay bí ẩn nào đó chứ. Những dòng chữ máu, những tiếng động lạ, rồi cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, và cả Tuyết nữa. Mình đã gặp Tuyết rồi. Phạm à, mình nghĩ là bạn đừng nghĩ đến Tuyết nữa. Ác sẽ không thấy đâu. Mình nhớ, ngoài mình và bạn ra, không ai thể biết được sự thật nữa. Ông xã. Hả? Ai vậy? À, người ta đi thu tiền rác đây. Như tụi nó tới rồi bà. Ừ. Dạ, ba má tụi con mới qua. Hai con. Ba má ơi, con xin lỗi. Sáng nay con có việc đột xuất thành ra không có chở ba má đi chơi được. Ba má đi chơi với vợ con nha. Khi nào xong con chạy ra liền. À, được, được không? Thôi, anh về lo công việc đi. Để em đi chơi với ba má cũng được mà. Dạ. Khi nào xong anh gọi liền. Dạ, thưa ba má con đi. Đi đi con đi nha. Dạ. Hôm nay mình đi đâu má? Làm gì lúc ló vậy? Như bệnh con càng ngày càng nặng hơn thì phải. Tôi không hiểu cậu nói gì vậy đó. Hay là tôi qua đây tôi làm gãi cây với cậu hả? Để tôi đền tiền cho. Hay là tôi qua đây tôi trồng lại cho cậu. Đừng có giận mặt với tôi. Tôi nể tình ông già cả ốm yếu tôi không nói. Đừng có mong mà tính chuyện chơi lại tôi nha chưa. Lần trước chỉ mới nghe mùi xăng thôi đúng không? Lần sau là ông nằm trong đống lửa đó. Cái gì? Chính cậu là người tưới xăng đốt cái nhà tôi hả? Ghê cái gì thì đánh hậu quả đó thôi. Đừng có bày trò giả ma giả quỷ hù dọa vợ chồng tôi. Tôi nói ông biết, ma quỷ nó không tới tìm ông, nhưng mà tôi sẽ trói đầu ông giải lên công an đó. Đừng có giận mặt. Nè 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 nè, ai giả ma giả quỷ chứ? Làm gì có ma giả? Cậu tưởng có ma giả hả? Nhìn tôi đi, con ma nó tóc dài nó trẻ đẹp lắm,
nó không có giống tôi đâu. Nè, tôi nói cậu nghe, ma thật đó, mà cậu cũng quen biết con ma đó nữa. Ông nói bậy gì vậy? Ma cỏ gì? Ai quen biết? Tôi cảnh cáo ông lần chót nha, đừng có để cho tôi thấy con ma nào hiện ra, tôi giận cổ nó đó. Làm gì dữ vậy? Mới nghe tới con ma là cháu đã đẩy rồi à? Làm như có tật thì giật mình chứ à. Mà nghe nói nè, con ma này đó, nó kể nhiều chuyện kinh thiên động địa lắm. Cậu không muốn nghe không? Tôi kể. Ông về đi. Chuyện với mấy người bực mình. Đi. Đi chưa? Càng ngày mình càng cảm thấy bất an, lúc nào cũng thấy như có tuyết lẩn quẩn bên cạnh, ngày cũng như đêm. Hóa ra mấy cái trò hù dọa nhát ma đó có liên quan đến tuyết à. Mình không nghĩ bạn lại quan tâm mấy cái trò trẻ con đó. Tuyết đã chết rồi, cô ta không thể nào đội mồ mà sống dậy được. Còn ai làm chuyện gì, vì mục đích gì, đó là chuyện của họ, không liên quan đến tuyết. Bởi vì tuyết không còn ai thân thiết trên cõi đời này. Còn lúc trước tuyết có một cô em gái, lúc đó nó đang bị bệnh nan y, giờ không biết sống chết ra sao, mình cũng hơi lo. Nếu như cô ta còn sống, cô ta đã chủ động tới tìm bạn rồi, mình đừng quá lo lắng như vậy. Nhưng giả sử trên đời này có ma thật thì sao? Bạn có biết đùa hả? Làm gì có chuyện đó. Bây giờ là thời đại gì rồi? Thôi được rồi, mình nghĩ là bạn nên đặt hết tất cả camera xung quanh nhà của mình đi. Lúc trước mình cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng mà thấy chưa cần thiết. Bây giờ sẵn tiện, mình nghĩ bạn nên làm đi. Camera đơn giản vậy thôi sao mình không nghĩ ra ta? Đúng là mình lo quá rồi, lú lẫn rồi. Cảm ơn bạn.
Đi. Chơi gì vậy? Đi đi, đi đi. Đi đi, không chơi với con người ăn trộm đâu. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Nói gì kỹ vậy? Mấy bạn mà con nói gì nữa là mày mấy cô á. Kể đi mày ơi. Kể đi. Nào. Sao không ăn hết đi mẹ nữa chi vậy? Nghi ngờ quá nha. Ngon quá không? Ê. Tôi mới làm mày tặng bạn mà. Wow. Cảm ơn bạn nha. Thích lắm á. Thổi được không ta? Được, thổi đi. Đó. Đẹp quá không? Nó lặn tốt rồi đâu. Nó đâu có chơi mày nữa đâu, thấy không? Thì có sao đâu. Chơi với nhiều bạn cũng vui mà. Nhưng mà bây giờ nó không có chơi với bạn nữa. Sao cái gì bạn cũng dành hết cho nó vậy hả? Bạn ngu quá à. Thì tôi thích nó. Thích nó hả? Bà ba mập á. Hả? Vậy là phải trèo tường ra hả? Ừ, có sao đâu. Ăn đó ông tôi hái cho. Thôi 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 thôi. Lỡ mà người ta bắt được là qua viện mấy ngày á. Mình bị đến nỗi chết bây giờ. À, mà cái trò chơi mới vui lắm nè. Định rủ bạn nhập bọn cho vui. Trò gì? À, tụi mình chơi trò đám cưới cô dâu chú rể đi. Ai làm cô dâu? Ai làm chú rể? Tôi với bạn hả? Đâu có. Tôi làm cô dâu, tôi làm chú rể. Còn bạn làm chú rể phụ chứ. Chú rể phụ hả? Ừ. Thôi, cũng không làm đâu. Hãy làm cái ông gì đứng trên bục còn hoài hơn á. Người ta gọi là gì? Chủ hôn á. Ừ. Vậy đi ha. Ừ. Ăn đi. Ngon không? Ngon, ngon. Ngon không?
Các con im lặng, không được cười nữa. Mời vào đây. Minh Phạm, con có chịu lấy Thu Tuyết làm vợ không? Dạ, đồng ý. Tốt. Thu Tuyết, bà có chịu lấy nó làm chồng không? Dạ chịu. Dạ chịu đúng không? Không phải tôi. Tuyết. Tuyết. Không phải tôi. Tôi không giết em. Là do em tự kết liễu cuộc đời mình mà. Không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Không. Không phải tôi mà. Thấy Thành mà biết mình hoang mang đến độ phải tìm đến thầy Pháp, thế nào hắn cũng la lối ông sợ. Thôi, khỏi nói mất công, rõ ràng là Tuyết đã dừ. Tìm tới ai? Nhưng ta không chỉ nói riêng cậu, mà ta nói cả hai, cả cái dâm nữ đứng kế bên cậu kìa. Cô nói sao? Cô là Tuyết hả? Người này trước kia là nhân tình nhân nghĩa với cô. Người cô sao máu me không vậy? Cô bị sát hại hả? Cô nói sao? Cô thì cần tiền để lo cho em cô, mà hắn ta không có một đồng dính túi. Tuyết. Tuyết đang ở đây sao? Tuyết đang ở đây sao? Tuyết. Cậu im đi.
cậu đừng có đánh bồ cạp nữa, ồn quá à, tôi không nghe được gì hết hả? À, cậu im đi. Hả? Cô nói sao? Hắn vừa không có tiền mà còn vừa ghen tương nữa hả? Không, không phải như vậy. Là do chính cô ấy, chính cô ấy đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Chính cô ấy đã chọn cái kết cho cuộc đời của mình. Cậu im đi, để tôi nghe. Sao? Cô nói sao? Cô bị hắn giết hả? Vậy bây giờ xác cô ở đâu? Không đúng, tôi không giết cô ấy. Tôi rất yêu cô ấy, làm sao tôi có thể giết cô ấy được chứ? Tôi không hề làm chuyện đó. Cậu thì nói không, cổ thì nói có. Khi nội tình chưa có rõ thì cổ sẽ không siêu thoát. Mà cổ không siêu thoát thì cổ sẽ đeo bám cậu suốt đời. Tiên ơi, em tha cho anh. Anh không giết em, chỉ là do anh không bảo vệ được cho em. Em chết là lỗi vậy, em chết là lỗi ở anh. Hãy tha cho anh. Bây giờ chỉ có một cách là cậu phải nói rõ ra để cho cô ấy thông suốt thì cô sẽ siêu thoát. Mà khi cô siêu thoát rồi, cô sẽ không đeo bám theo cậu nữa. Bây giờ cậu nói đi, cậu không giết cô ấy, vậy chứ ai giết? Cậu nói đi. Dạ. Công việc ở viện sao rồi? Chắc lu bu dữ hả? Ừ, cũng có lu bu thật. Nhưng mà đây là công việc mình yêu thích mà. Giúp được tới đâu thì giúp. Học giỏi như bạn á, ra trường khó việc hái ra tiền, vậy mà vẫn quyết tâm ở lại làm quản lý viện phụ các cô. Mình đúng là phục bản sát đất á. Mình thì cũng có dự định cho công việc mới chứ. Nhưng mà để ổn ổn tí rồi mình mới tính. Còn bạn và Tuyết sao rồi? Có tin vui gì chưa? Thôi, tin vui gì? Nhà cửa, công việc, cái gì cũng chưa ổn định hết. Đã vậy mình còn chưa về ra mắt nhà Tuyết nữa đó. Nhà Tuyết? Ừ. Tuyết không phải mồ côi như tụi mình, nhưng mà hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm. Hồi Tuyết lên 5 tuổi thì mẹ đi lấy chồng khác. Rồi Tuyết không chịu nổi ông cha dưỡng cái thói bi tha cờ bạc của ông, nên là quyết tâm xin vào viện mồ côi đó chứ. À, Tuyết còn có em gái cùng mẹ khác cha nữa. Mang con bỏ vô cô gì chắc cũng chẳng là gì đâu. Cái này thì mình cũng hiểu lắm, nhưng mà hồi trước là nhà Tuyết rất giàu, rồi sau này mới sa sút dần do thói cờ bạc của ông cha dưỡng đó chứ, rồi kéo theo luôn cả bà mẹ. Bây giờ tình hình đang rất là bi đát, nhiều lúc thấy Tuyết lo lắng tội nghiệp mà mình cũng không giúp được gì. Phức tạp quá. Chắc là bạn cũng đau đầu lắm hả? Đúng là đời không như mơ thiệt bạn à. Hồi trước tụi mình cứ nghĩ sau này ra đời mỗi đứa kiếm được việc làm mình thích, rồi cưới được người mình yêu, vậy là hạnh phúc nhất đời rồi. Giờ ngẫm lại thấy sự thật nó không phải vậy. Đôi khi có những chuyện nhỏ, rất nhỏ nữa mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều. Bạn và Tuyết không hạnh phúc hay sao mà nói vòng vo vậy? À, thiệt ra là cũng không có gì. Chỉ có điều... nhưng mà thôi, xin lỗi bạn, có những chuyện mình không nói ra được. Bạn không nói thì mình cũng biết. Chuyện tiền bạc trong vợ chồng là chuyện tế nhị, bạn không thể xem nhẹ được. Nhất là trong giai đoạn đầu, ai cũng gặp khó khăn. Tuyết là vợ, phải thông cảm chuyện đó chứ. Nhưng biết tính sao được. Giờ mình với Tuyết tuy nhiên là sống chung, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn chưa phải là vợ chồng. Có gì ràng buộc nhau đâu. Chưa đăng ký kết hôn, con cái cũng chưa, tài sản chung cũng không có. Thiệt tình là mình đang thấy rất bất ổn. Chán quá bạn à. Tức về. Thôi có gì mình nói chuyện sau ha. Em. Ai gọi cho anh vậy? À, mấy chỗ làm ăn đó mà. Làm ăn? Suốt ngày làm ăn mà tiền chẳng thấy đâu hết á. Còn một tháng tiền nhà chưa đóng kìa, sắp phải kéo nhau ra đường ở rồi đó. Em sao vậy? Mình đang trong giai đoạn bắt đầu mà. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi, anh cũng đang cố gắng hết sức rồi.
Em xin lỗi, nhưng mà em đang rất quẫn trí vì không có tiền. Em đang rất cần tiền, anh có biết không? Em mới từ bệnh viện ra hả? Anh quên hỏi bé Hà sao rồi em? Nếu không có tiền Hà nó sẽ chết. Nó cần phải được hóa trị tới mấy lần lận. Nó bị ung thư đó. Giờ chỉ còn có hai chị em. Nó mà có mệnh hệ nào em sống sao đây? Bà má em vẫn không có tin tức gì. Nhà cửa đã bị phát mãi mà vẫn không đủ đi trả nợ. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa đâu. Bọn xã hội đang chờ sẵn quanh đây sẽ không buông tha. Anh ơi, em không nhắm mắt buông tay cho em gái em chết được anh ơi. Em, hay là mình vay tiền công ty, hoặc là mình làm giấy xin bệnh viện miễn giảm tiền viện phí được không em? Thank you.